Xin chào mọi người đã trở lại với livestream của Thẩm mỹ Dr. Đi. Hôm nay thì chúng ta lại trò chuyện với một vị khách hàng rất là đặc biệt. Và để biết thêm là câu chuyện của vị khách hàng như thế nào thì chúng ta cùng trò chuyện với chị ấy nhé. Đấy. Dạ chị ơi, chị có thể chia sẻ với câu chuyện của mình đúng không ạ? Dạ được em. Dạ. Dạ, mình là từng nâng ngực được bao lâu và lại quay lại đến Thẩm mỹ Dr. Đi để làm lại ngực chị nhỉ? Cách đây 10 năm chị đang nâng ngực ở trong Sài Gòn rồi. Thế sau đó là chị sinh bé thứ hai. Thế lúc sau khi sinh bé thứ hai xong thì chị bị xa trễ cấp độ 4. Thế là chị lúc đấy chị quyết định chị đi tháo túi ra và không đặt lại nữa. Nhưng mà chị làm ở cơ sở khác. Sau 1 năm thì chị thấy cái ngực thật của mình ấy chị không ưng ý lắm. Vì nó nhỏ quá và nó lại vẫn nhăn nhúm tiếp. Thế chị quyết định đến gặp anh Điền để nâng ngực lại. Đặt túi trở lại. Vâng, mình đặt túi được bao lâu rồi hả chị? Chị đặt được 3 tháng rồi. Vâng, cái dáng ngực hiện tại thì mình có ưng ý không hả chị? Chị rất là ưng ý. Vâng. Chị thấy anh Điền làm đặt ngực nói chung là rất là hoàn hảo. Vâng, các bạn có thể thấy kết quả sau 3 tháng thực hiện ạ. Ngực rất là tròn đầy, khe rất là tự nhiên ạ. Đấy, chị có thể quay với góc nằm mà ngực. Mình đặt túi gì chị nhỉ? Chị đặt túi nano chip ergonomic. Vâng, các bạn có thể thấy hình dáng của nano chip ergonomic khi nằm ạ. Nó là hình tròn đấy ạ. Còn khi đứng thì nó là hình giọt nước. Nó sẽ được chuyển động linh hoạt theo cái chuyển động linh hoạt theo cái tư thế của mình. Đấy, các bạn có thể thấy. Chị ơi, chị đặt size bao nhiêu chị nhỉ? Mình đặt là một bên là 265 và một bên là 285. 26 là ngực mình lệch trước là lệch cả chị. Ngực cũ của chị đã bị lệch. Vâng. Lúc đặt túi lại thì mình có thực hiện treo xa trễ nữa không hả chị? Có, một chút em ạ. Vâng. Chị bác sĩ vẫn treo xa trễ. Đấy, các bạn có thể thấy ạ. Khách hàng rất là hài lòng với dáng ngực hiện tại. Đây là góc nghiêng. Đấy, bầu ngực rất là căng tròn. Tôi có thể quay các góc khác nhau cho các bạn quan sát ạ. Đấy. Lúc nằm thì không có hiện tượng là tràn sang hai bên các bạn nhé. Ngực rất là tròn. Đấy. Chị ơi, sau nhiều lần thực hiện phẫu thuật như thế thì mình có cảm nhận như thế nào hả chị? Chị đến bây giờ nhá, chị không nghĩ là chị lại được bộ ngực mà ưng ý như thế này. Ưng ý hơn cả chị mong đợi ấy. Vâng. Mình biết đến Thẩm mỹ Dr. Đi là qua ai giới thiệu hay là mình tự tìm hiểu hả chị? Chị qua bạn bè giới thiệu. Và chị sau khi phẫu thuật ở đây xong rồi chị đã giới thiệu thêm cho hai bạn chị đến đây phẫu thuật nữa. Tức là bạn mình làm ở đây rồi xong là thấy ưng ý, mình thấy là dáng ngực đẹp nên là bạn mình đã giới thiệu qua cho mình. Vâng. Sau khi được bạn giới thiệu thì mình tìm hiểu có lâu không hay là mình quyết định làm luôn hả chị? Chị đến chị tư vấn và chị quyết định làm luôn. Thế ạ. Thế là mình quyết định cũng nhanh đúng không chị? Vâng. Vâng, dạ vâng. Bây giờ thì để khách hàng điều trị ra thì tôi sẽ không làm việc khách hàng nữa. Và xin phép mình kết thúc livestream ở đây. Chị ơi, em cảm ơn chị đã chia sẻ cái câu chuyện của mình cho khách hàng ở Thẩm mỹ Dr. Đi được quan sát, tìm hiểu thêm chị nhé. Và bây giờ thì em xin phép dừng livestream ở đây ạ. Em cảm ơn chị rất là nhiều.